Xin chào các bạn, mình tên là Bá Đi Thu Huệ, hiện mình là sinh viên lớp 15 J1, khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Mình có duyên với Đại học Ngoại ngữ từ khi mình chọn chuyên ngữ là ngôi trường cấp 3 của mình. Mình đến với tiếng Nhật bởi vì lúc đấy mình nghĩ rằng mình muốn học thêm một ngoại ngữ nữa ngoài tiếng Anh. Tiếp theo đó mình lại đến với Đại học Ngoại ngữ bởi vì mình nghĩ rằng nơi đây là một nơi mà mình có thể tin tưởng vào chất lượng đào tạo. Trong tương lai mình ước mơ trở thành một cô giáo tiếng Nhật. Và ở Đại học Ngoại ngữ mình sẽ tự tin hơn về việc tiếng Nhật của mình tốt. Và bằng các hoạt động ngoại khóa, bằng sự giảng dạy, dìu dắt của thầy cô, mình tin rằng mình sẽ trở thành một giảng viên tốt trong tương lai. Sau 2 năm mình vẫn rất tự tin và tin tưởng vào hoạt động giảng dạy chuyên môn của trường. Hơn nữa, mình có rất nhiều cơ hội để có thể tạo hành trang cho mình trong tương lai. Ví dụ như việc mình tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, những hoạt động của các câu lạc bộ, các hoạt động nhà trường tổ chức, rồi đến các hoạt động tình nguyện. Những hoạt động ấy giúp mình có thêm nhiều trải nghiệm và giúp con người mình trở nên linh động hơn cho cuộc sống. Mình tin rằng đây là những hành trang lý tưởng cho một cô giáo của thời đại mới. Việc mình học được nhiều nhất trong hàng ngày để trở thành một giáo viên, đó là mình nhìn nhận cách giảng dạy của thầy cô trong lớp. Thực sự có lẽ là không một nơi đâu mà thầy cô giáo giảng dạy một cách thú vị, văn minh và hiệu quả như ở Đại học Ngoại ngữ. Mình nghĩ rằng chọn một trường học đúng đắn là một sự lựa chọn vô cùng quan trọng đối với mỗi con người. Hãy đến với Đại học Ngoại ngữ nếu các bạn có cùng lý tưởng và ước mơ với mình. Mình tin rằng các bạn sẽ cảm thấy thỏa mãn với sự lựa chọn này.